Hello, xin chào. Buổi chiều ngày 28 tháng 4 năm 2024. Với tựa đề tin nóng hôm nay. Tin nóng buổi chiều đi. Rồi, với tựa đề tin nóng buổi chiều, nó có những cái tin gì đặc biệt? Nhớ đón và theo dõi đến hết clip này nha các bạn. Không những mình nói mà còn cả có hình ảnh đi kèm như thế nào và nó đọc như thế nào. Cố gắng theo dõi hết đoạn phim này, hết đoạn clip này nó như thế nào. Và bây giờ chúng ta không đợi nữa. Cái đảng mấy bữa nay mình đã nói về cái đảng AFD này, là cái đảng này. Đợi một tí xíu. Đợi tí xíu bạn. Mình đưa cái đảng này cho các bạn xem chứ. Đảng AFD của bà này đây. Ngon cơm lắm đây. Ngon cơm lắm bạn ơi. Đây. Đang làm mưa làm gió trong quốc hội đất đây bạn ơi. Vừa rồi đó. Đây. Đảng này đây. Bà này đây. Lát mình sẽ nói chi tiết xem về cái bà này như thế nào. Có thể là trong những ngày tới sẽ sập đổ hoàn toàn hết cái đảng này. Đón xem những cái clip kỳ sau nó như thế nào. Cái đảng vừa rồi, cái đảng của bà đó đã dính líu tới bên Liên Xô. Đây, cái đảng đó đang trên đường sụp đổ. Các cử tri bắt đầu quay lưng lại. Các cử tri bắt đầu quay lưng lại. Coi như là theo cái đồ thị mà mình biết á, thì đang trên đà suy sụp. Đang trên đà suy sụp nha các bạn. Để mình cho thêm cái đồ thị của đảng này nó đang như thế nào. Hôm nay mình cũng cho xem cái hình ảnh luôn đồ thị. Đợi vài giây đây. Đừng vội đi nha. Đây. Cái đồ thị đây các bạn. Bạn thấy không? Cái đồ thị này là nó từ trên cao nó xuống dần. Từ 20% mà nó mất đi cái khoảng 5% là một sự xuống dốc tột đỉnh rồi đó. Mới đây thôi, mới bị bắt mấy thằng thôi, còn con cá này bắt đầu nhồi lên từ từ ha. Đây là một cái vấn đề nan giải của cái đảng này, và đang săn lùng những cái tên gián điệp còn lại. Rồi hôm nay lại có một cái tin vui nữa. Đang nghi ngờ một cái ông nghị sĩ tên đó là Beton hay là Peter Beton gì đó, ông đó là 54 tuổi. Đang nghi ngờ thu tiền từ mạng lưới của Nga, giống như là ăn hối lộ vậy đó và đang nghi ngờ ông này. Nhưng mà bây giờ thì chưa có hình ảnh
Nhưng vài bữa nữa sẽ có hình ảnh mình sẽ cho các bạn xem nó như thế nào, ông này ra sao, mập ốm nó như thế nào ha. Và mình sẽ đưa cái hình ảnh, mấy bữa chưa có cái hình ảnh ông này, hôm nay lại có hình ảnh và kèm cả kèm theo cái gián điệp của Trung Quốc, nó độc hại như thế nào. Đợi xem nha. Chưa. Đợi đi, bạn đợi, đừng bỏ đi vội lấy, đừng bỏ đi vội lấy. Hôm nay là những cái tin đặc biệt không ai đó. Là ngày mai mình nghỉ ô lao nha các bạn. Ngày mai mình nghỉ ô lao. Cho nên cố gắng theo dõi hết cái clip này. Những cái tên mà đã cấu kết với lại gián điệp Trung Quốc, những cái tên nào đó. Và những cái tên nào bắt tay với lại Liên Xô ngày hôm nay là mình cho đưa ra. Những cái tên nào đây? Tại sao không thấy những cái tên này ra? Kỳ quá vậy. Nó đâu rồi? Mất đâu rồi? Hai bà mẹ này. Đợi một tí xíu coi. Đừng bỏ đi, đừng bỏ đi. Nan giải quá vậy. Đừng bỏ đi. Đợi tí xíu, từ từ các bạn sẽ hiểu rõ hơn tại sao mà cái đảng này nó lên khủng khiếp. Nó lên khủng khiếp bạn, nó lên khủng khiếp. Ê, kỳ quá vậy. Kỳ quá vậy. Trong đây là không có rồi, kỳ quá vậy. Ôi trời ơi. Buồn thiệt. Có cái hình ảnh nữa mình chưa lên, chắc là mai mốt mình sẽ đưa tới quá. Vô lý thiệt. Đây. Cha này các bạn. Nhưng mà cái này vì vấn đề bản quyền cho nên mình chưa làm được, rất tiếc. Mới nãy mình bị sơ sót, bị mất, cho nên cái này chắc cũng phải chờ kỳ tới mình mới đưa ra những cái hình ảnh nó tuyệt vời hơn. Còn bây giờ trong đây nó không có, mới nãy mình thiếu sót quá. Thôi, cái hai này để lại kỳ sau, để lại kỳ sau nha các bạn. Hai này để lại kỳ sau sẽ mình có những cái hình ảnh đẹp đẽ hơn cho các bạn xem ha. Ông này là gián điệp, hồi bữa mấy bữa mình đã nói rồi, 47 tuổi được là gián điệp. Có hình ảnh, hôm nay mình thấy rồi, có hình ảnh của Trung Quốc nữa. Có người Trung Quốc nữa, ngồi chung su giam mình. Cho nên là, tí xíu nữa đi. Mình sẽ like, sẽ có những cái hình ảnh đẹp hơn tí xíu. Rồi, bây giờ qua, cái này là để khúc sau. Hay là khúc like đó. Sau cái này xong mình sẽ like. Mình sẽ like cho các bạn. Mình đưa hình ảnh ra. Và tin nóng nữa. Tiếp tục tin nóng.
Hôm nay là buổi chiều hôm nay là mình dồn hết tất cả tâm lực của mình để dồn cho những cái tin nóng thôi. Ngoài ra không có tin gì khác hơn. Yeah. Tin nóng. Chichina gì đó. Thằng cha mà có cái râu dài dài đây nè, tròn tròn, mặt tròn tròn giống mình ở đây mà nó có cái râu hiểu không, mình thì khác nhau hơn tí xíu là chẳng qua mình không có cái râu dài giống ổng, quay hàm dài giống ổng. Do đó các bạn biết rồi, do đó là Putin sử dụng, đó là một thằng tù mà Putin, sau khi Putin chơi Chichina rồi đó, đưa ông này về làm lãnh đạo các bạn. À thì ông này sao? Theo mà Bobby mình biết được, Bobby nó nói ông này sắp chết, đang cận kề với cái chết. Putin xịt hơi cay. À, Putin xịt hơi cay, ông này coi như là sắp chết, là tin nóng đó. Ông này coi như là chết, coi như là Putin là mất cả hai tay rồi. Mình trước đây mình cũng đã dự đoán cái vụ này. Làm sao phải xịt cho thằng tay trái và thằng tay phải nó ngã thì Putin không còn cái chỗ dựa nữa. Thì là Putin bắt đầu mới là bắt đầu ngã từ từ bạn. Ha, và bây giờ tin nóng chút nữa Putin như thế nào trong lúc này. Ha, tiếp theo. Cha mà rau rau á. Ha, cha rau rau á, ngủm sắp ngủm cụ tỏi rồi. Vài bữa đi chờ tin nha, tin đó sẽ dẫn và sẽ có hình ảnh cho các bạn. Nên các bạn nghe những cái tin nóng này là các bạn phải lan truyền hết tất cả cho mọi người cùng biết là cha này sắp chết ha. Trước đây Wagner kia đã chết nghẽo từ máy bay rơi xuống, và ông này là bị Putin cũng xịt chết, coi như xịt hơi là chết từ từ, không thể cho ông này mà chết nhanh được giống như ông kia. Ông này chết từ từ và đang trên đường cận kề cái chết, coi như những năm tháng vừa qua là coi như là ông biệt tâm biệt tích, coi như là không thấy mặt mũi và không thấy mặt trời nữa, coi như là sắp đi. À, đó là cái tin mà vui cho Ukraine và tin nóng cho chúng ta. À, tin nóng cho những người ủng hộ Ukraine. Dạ. Yeah. Tin nóng. Mới nãy Chechen, bây giờ là Chechina, Chechen. Bây giờ là tin Nga. Tin Nga bây giờ đang lục đục mà, đang nội bộ có vấn đề lục đục. Trong nước Nga tình trạng lúc này là đang có lộn xộn. Cuộc tranh quyền lực có thể gây nguy hiểm cho ông Putin. À, theo cái báo Pi nó nói vậy, có thể là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải chờ xem những cái giờ phút gây cấn nhất trong những ngày tiếp theo nó diễn ra thế nào. Và chỉ có tin của mình là tin nóng nhất. Ha, tin nóng nhất mỗi giờ là mỗi ngày. Toàn là nóng không các bạn. Nóng nè, gián điệp Trung Quốc nè, bị bắt nè, vài bữa mình đưa cái hình lên nữa. Rồi ha, đừng có giỡn chơi ha, cũng là tin lắm ha. Ha, cha này bây giờ đang ra tòa, bữa mình cũng nói rồi, cha này đang ra tòa ở Munster, có thể tù hay có thể phạt tiền ha. Cha này đó bạn, có thể tù hay là phạt tiền thôi, chả tuyên bố làm sao, chả tuyên bố là nước Đức có thể là nước Đức có thể là đói nghèo nè, khổ sở sắp xảy ra. À, kinh chưa?
sự đói nghèo, khổ sở sắp xảy ra là cái gì? Để ngồi người dân Đức ủng hộ cho cái đảng của ảnh. À, đây là ảnh đây. Ha. Cha này đây các bạn. Và cha đã liên kết với lại Nazi gặp ở tại bên Ost ở Potsdam. Và đang là ra tù. Hôm nay là các bạn đã nhìn tận mắt ông này đang ra tù và kết tội không biết như thế nào. Là ổng trước đây vận động cho cái phiếu bầu của ổng là nước Đức sẽ đói nghèo khổ sở sắp xảy ra. Và gì nữa, những cái con lai của Đức sẽ chết và những cái người quốc tịch nó cũng chết luôn. Đây là ổng đây, ông này. Và bây giờ hôm nay đã ra tòa và coi như là tù bao nhiêu năm thì chưa biết, phải chờ thôi nè, phải chờ. Nhớ mà con này, cái mà con này mấy bữa lên dữ lắm, ăn nóng dữ lắm, nóng trên đài dữ, ảnh hô hào dữ tượng, nóng cháy luôn. À, làm mà khi mà ảnh hô hào phiếu đồ nó của ổng nó lên ầm, từ ngày ổng bị bắt rồi ra tòa bắt đầu nó tuột xuống từ từ, và trong tương lai nó như thế nào. Và tiếp tục lắng nghe mình truyền đạt những cái gì còn lại sắp diễn ra trong cái đảng này là cái gì. Và tin Putin, Putin đang lo là không phải là lo vũ khí của Mỹ đâu vậy, mà lo là hình như là trong cái nội các ảnh đang tìm một người thay thế ảnh. Putin đang lo sẽ tìm một người thay thế ảnh, chứ ảnh thì ảnh không chết. Sẽ tìm một người thay thế ảnh trong những ngày sắp tới. Tin thì là tin nóng quá. Mình cũng mong là như vậy, cho thế giới nó bình yên các bạn. Đậu mà chết chóc 2 năm mấy thì chết chóc nhiều quá. Nhà cửa tan nát, người chết. Chiến tranh là khổ. Chiến tranh là khổ lắm mà. Mất cái này, mất cái kia, mất. Và khổ sở. Và tàn ác. Cho nên là Liên Xô đang kiếm người thay thế, đang lục đục kiếm người thay thế. Ông này. Còn một tin nữa là tin cũng là tin nóng. Còn hai tin nữa cũng là gián điệp, mà gián điệp này là kỳ trước mình cũng nói là chắc khai lắm. Trước tiếc là hôm nay không có hình ảnh trong đây, để lát like đi, mình sẽ đưa ra những cái hình ảnh đó. Nhân viên hàng đầu của đảng đã bị bắt. Chút nữa thì mình sẽ like, thì mình sẽ cho xem hình ông này sao có kết sao. Chúng ta phải chờ xem nó chuyển biến nó như thế nào. Rồi bây giờ tới tin Mỹ lúc này cũng đang gây cứng các bạn. Ông chưa gây cứng mấy thì ông Trung cũng đang cho coi như là hầu tò gì đó, cũng là trong cái tình trạng bấp bênh, cũng chưa biết làm sao. Mình chờ tin những cái tháng tới đi, tháng tới nữa thì mình mới biết được là cái tin ông đó như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta không có thể nói được, chuyện gì phải vào chờ chót thì mới biết được thắng thua, còn bây giờ cũng chưa biết rồi. Và chúng ta quay lại tin nóng, hôm nay là toàn nóng, chiều hôm nay là toàn nóng.
Cho nên mình gắng cố gắng truyền đạt lại hết tất cả những cái tin nóng này cho các quý độc giả đang xem. Tin nóng gì cũng là tin đất ha. Tin đất, hai cái đảng này, một cái đảng cộng sản ha, một cái đảng cộng sản với lại một cái đảng AFD này. Cái đảng này là cái đảng gì đây thì mình cũng không biết, hiểu không? Cái này cũng ghét người Outlander đó bạn. Đây là hai con rối mà Putin sẽ sử dụng trong những cái tháng vừa rồi. Tại sao hai cái đảng AFD và cái đảng Wagner, và cái đảng này Putin sẽ sử dụng hai cái đảng này như là một con rối để năm tới sẽ bầu cử cho hai cái đảng này nó thắng lại đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là hai con rối. Bên trái, đây là cầm cờ Liên Xô này, đây còn cờ Liên Xô này nữa nè. Còn bà này thì là đây, bà này là chắc là chủ tịch nè. Một chút mình giới thiệu về bả là cái gì, bà đang ở đâu, bả làm gì. Còn đây là đảng cộng sản nè các bạn. Đảng này là đảng cộng sản, còn Putin là nó nằm ngồi ngay chính giữa đây, đang điều khiển hai cái đảng này như là một con rối để phá hoại trong cái quốc hội Đức ha vừa qua, làm lũng đoạn. Lý do mà ông Soi ổng đang chần chừ cái vấn đề đưa cái loại vũ khí tầm xa 500 km là ổng đang do dự, là do hai cái đảng này, trong đảng này đã chỉ con dao vào sau lưng của ổng rồi. Cho nên trước khi mà chuẩn bị mà đưa cái này ra đó, thì là phải triệt hai cái bà này ha, phải triệt trong cái làng này. Còn bà này hiện giờ đang như thế nào, cái chủ tịch đảng AFD này nó đang như thế nào, thì chờ lát đi, mình sẽ đưa tin hình ảnh đẹp đẽ cho các bạn xem ha, nó khủng khiếp như thế nào, nó khủng khiếp ra làm sao ha, nó khủng khiếp ra làm sao. Cho nên đời không có thể nói trước được ngày mai chuyện gì xảy ra. Đang lung lay rồi bạn. Hai tấm ảnh này nè, ông này ông nhìn vô bà này nè, là có một cái câu là đang lung lay, đảng này sẽ sập xuống. Và đang nói chuyện gì lại bà này đây. Là bà này mấy đứa hét ra lửa đó. Bà chủ tịch nằm trong quốc hội hét ra lửa đấy. Bây giờ có hình ảnh bà đang đứng ở đâu, chờ mình xem nha. Bạn đang đứng ở đâu? Bà đang đứng ở đâu? Đây, các bạn nhìn xem thử. Bà đang đứng ở đâu? Ngoài sao là gì? Ngoài sao là Liên Xô đó bạn, hiểu không? Nhìn thấy rõ chưa? Ở chỗ này nè, mình chở rõ đó. Đây là ngôi sao năm cạnh nằm ở nhóc đó, là Liên Xô. Ở đây là Liên Xô, ở đây là tòa nhà của Putin đang liền làm việc ở, đứng ở đằng sau. Bà đã trước khi đánh Ukraine này nè, là bà đã đứng ngay chỗ này chụp hình năm 2021. Bà là chụp hình, mà chắc là bà nói là bà đi du lịch, nhưng thực chất là qua Putin mời qua bạn với nhiệm vụ là quậy phá nước Đức nó như thế nào theo cái hướng dẫn của Putin. Và bà này có thể nhận một cái khoản tiền
từ ông Putin để làm nhiệm vụ nước đất này. Cho nên vừa rồi nó lên phiếu, nó lên khủng khiếp, nó lên 20%, nó định cấu kết với lại đảng Thiên Chúa Giáo, nhưng mà may Thiên Chúa Giáo nó không làm. Bị lộ mà giết những cái đứa con copy, coi như là mẹ đất chồng nước ngoài đó này kia, sanh con ra định giết luôn, bị lộ cái khoản đó. Từ đó bắt đầu từ từ lộ. Đây là gì? Đây là con mực đã lặn xong, bây giờ từ từ nhóc đầu lên mà ngóc vài bữa đi, tin đồn vài bữa đi, tin nóng vài bữa đi, sẽ cho các bạn xem con mực này bắt đầu nhoi lên từ từ ha. Hình ảnh bắt đầu là đưa lên truyền thông ha, đang đưa lên nghi ngờ đã ăn hối lộ lấy tiền của Putin. Tên bả là gì? Tên đã là Biden. Chụp hình ngay điện Kremlin năm 2021. Và mình nghĩ là năm đó là bà đã nhận tiền của Putin ha. Trong cái đảng của bà, cái ông mà mới nãy nhìn bà mới nãy đó, là ông đó đang lo sợ gì? Lo sợ sẽ sụp đổ hoàn toàn hết. Nếu bà mà đã ăn hối lộ đó là ra tòa coi như là xong, bắt bà luôn vài bữa nữa mà bà không còn ngồi ở trong quốc hội để nói nữa, là mình sẽ đưa tin bà làm gì và đang ở đâu. Bây giờ là một ông gia tòa và một ông đã bị bắt trong cái đảng này, thượng nghị sĩ đã bị bắt, còn một ông thượng nghị sĩ nữa đang nghi đờ lấy tiền của Liên Xô. Dài bữa nay các bạn, đây là cái phần nổi của ban chuyện. Dài bữa nữa con mực này lên, đó là mới thật sự chủ tịch, mới là thật thợ ha. Khủng khiếp chưa, bạn thấy khủng khiếp chưa? Khủng khiếp chứ bạn. Một sự khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp. Đó là cái tin mà mình nghĩ là, đó là cái tin trong ngày hôm nay ha. Cái tin đó là cái tin mà khủng khiếp nhất. Đây là những cái hồ sơ bây giờ đã phát hiện, đã lòi ra rồi bạn. Bắt đầu nổi lên từ từ rồi. Mấy bữa thì chưa có những cái hình ảnh này, nhưng mà hôm nay thì đã có những cái hình ảnh đã lòi ở trên truyền thông rồi. Thì là không thể nào chạy nữa, không thể nào chạy, đã lòi lên truyền thông rồi. Ha! Đây, mình cho bạn xem. Bà áo đỏ này ha, vừa rồi là cái gì? Đảng này là đảng cộng sản ha. Áo đỏ này là bà này đảng cộng sản, vừa rồi cũng được phiếu. Ngày thành lập đảng vừa rồi qua thì là Liên Xô cũng bỏ tiền cho bà này, đảng này, để có một cái số phiếu rất là đông. Còn ở bên này là Liên Xô, bà đã nhận, chắc có lẽ là vài ngày nữa thì mình mới biết được bắt hay không bắt bà. Bà đã đứng tại Moscow, mới nãy hình ảnh mình cũng đã đưa ra rồi. Bà đứng tại Moscow và năm 2011, và chắc là nhận chỉ thị từ Moscow để phá hoại nước Đức trong cái quốc hội. Nó nằm ở trong quốc hội Đức đó bà. Bà này, hai bà này, đảng này với lại đảng này nằm trong quốc hội Đức. Cho nên là một cái con dao mà ông Schäuble thủ tướng không dám nhúc nhích ha. Phải chờ bắt hai bà này mới được. Thì chuyện gì lúc đó thì ông Schäuble mới đưa cái tên lửa tầm xa được. Còn ngay ngồi ở trong quốc hội mà có những cái tên gián điệp
Rolling Show nhưng những cái tên gián điệp của Liên Xô mà nó nằm ở ngay đây thì là không thể làm gì được, phải bắt mới được. Thì lúc đó thì ổng mới dám đưa, là phải làm sạch sẽ trong cái nội các đó mới được. À, tình hình rất là nóng. Đó. Cho nên là thị trường đang xuống các bạn, thị trường của ả đang xuống rồi. Thị trường đang ở trên đà xuống dốc, chỉ cần bắt ba này nữa thì là coi như là chỉ còn bao nhiêu phần trăm thôi ha. Còn cái hình ảnh nào nữa thì mình đưa ra và cho quý vị xem đây. Mới nãy mình cũng đưa sơ rồi ha. Tại sao ông này nói lại bà này, hiểu không? Nhìn bà này, nhìn ông này còn không biết làm sao trong cái vụ ông này cũng đang ngồi trong quốc hội. Chắc là ông này chửi bà này á, chửi bà tại sao mày nhận tiền hối lộ đó ha, tại sao mày đi qua Moscow mà nhận tiền khoản tiền hối lộ. Coi như là sau khi mà bắt ông ở Bỉ rồi thì là tiếng tăm của bà không còn lên ngồi trên truyền thông, bây giờ đang theo dõi bà như thế nào ha, coi như là xong đời rồi. Đấy, nhìn là ông này ông nhìn bả sao đồ mà mày lấy tiền để làm cái chuyện này, hiểu không? Bây giờ coi như là ông có thể là coi như là sập hết, mất hết, coi như là mất hết, ông gây dựng biết bao nhiêu, bây giờ coi như là từ từ mất hết. Bắt chuẩn dài tên nữa thôi, còn dài tên, bắt hai tên rồi ha, còn một tên nữa đang nghi ngờ lấy tiền của mình lên dài bữa nữa. Nếu mà có tin bị bắt thì mình đưa cái hình ảnh đó lên. Bây giờ ông chưa, truyền thông chưa đưa cái hình ảnh của ông ha, chờ vài bữa ha, thì là mới tính chuyện, vài bữa nữa mới tính chuyện, thì lúc đó thì là lại nè, thấy chưa, mình đưa lại cho các bạn xem ha. Bà đang đứng ở Moscow ấy, năm 2024 á, chụp hình á, bị truyền thông đưa rồi. Nói chung là đang nổi lên rồi đó, sâu á, nằm sâu á, xuống bao giờ đang nổi lên rồi đó bà. Thì bắt bà này á thì xui đời mới dám đưa, mới dám đưa cái loại 500 cho Ukraine được. Cho nên là chúng ta cũng phải chờ xem những cái ngày tới nó như thế nào. Rồi, những cái hình ảnh nãy giờ mình cũng chia sẻ đến độc giả đang xem, những cái độc giả đang xem những cái tin nóng của mình, và những cái tin nóng này thì buổi chiều hôm nay là nó nhiêu đó ha. Còn những cái ngày mai chắc là phải chờ 3-4 ngày mới có cái tin nóng của mình đem tới, thì mình cũng nghĩ phép các bạn, cái phép tí xíu à. Cho nên là hãy truyền đạt lại những cái tin nóng ngày hôm nay đi khắp toàn cầu ha, bạn sẽ chuyển cái tin này đi khắp toàn cầu giúp mình, để có thêm những cái cổ đông cái cổ đông tham gia, hiểu không? Cổ đông tham gia đầu tư, cổ đông tham gia đầu tư trong cái chiến dịch này, chiến dịch một mất một còn của nước Đức này. Tin tốt phải chờ ngày mai, ngày mốt, ngày kia ha, đó thì mới quyết định được. Và cuối giờ hôm nay thì hôm nay tin nóng, cho nên là mình chỉ đưa nhiêu đó thôi, đưa khoảng 35 phút là những cái tin nóng và những cái hình ảnh mình đã đi kèm. Thì là 2-3 tên đã chín lưới rồi, thì chỉ còn chừng con cá mập nữa, nó đang lơ lửng
lơ lửng, chờ, phải chờ ha. Khi mà chủ tịch của cái đảng này rồi bắt rồi thì là sụp đảng này, hoàn toàn sụp hết, có thể là hợp hết. Chờ vài bữa, chờ tin nóng của mình vài bữa xem sao ha. Và cuối cùng mình cũng ngày hôm nay cũng ngày cuối tuần, ngày chủ nhật chiều, những cái tin gì mình biết được mình chia sẻ cùng tất cả độc giả đang xem để tham khảo thêm. Và mình cũng xin lời cảm ơn các bạn đã dành những cái thời gian quý báu của mình để xem mình diễn tả những cái tin tức và hình ảnh đến cho quý vị. Nếu cảm thấy cái tin hôm nay nó bổ ích một phần nào cho quý vị thì quý vị ủng hộ mình cái gì đó bằng một cái sự hành động gì cũng được ha, để mình có những cái thời gian nghiên cứu và có những cái động lực, những cái tin mình nắm để truyền cảm hứng đến với quý vị theo dõi. Và giờ cuối mình cũng xin bye.